Em xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Lê Hoàng Đại Khoa, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EDX. Hôm nay em sẽ trình bày về phương pháp học tập chủ động. Thưa thầy cô và các bạn, phương pháp học tập chủ động là một trong những yếu tố cần có của sinh viên. Vậy, phương pháp học tập chủ động là gì? Tại sao sinh viên cần có? Thì phương pháp học tập chủ động là phương pháp giúp sinh viên tự tìm hiểu những kiến thức, tự học những gì cần thiết trước khi lên lớp, giúp sinh viên có thể tìm hiểu được những gì mà mình thích thú. Phương pháp học tập chủ động giúp sinh viên phát triển thành những con người có tư duy phê phán, phản biện, không còn bị chi phối hay là bị phụ thuộc và bị dắt mũi bởi những người khác hoặc môi trường bên ngoài. Phương pháp học tập chủ động giúp sinh viên có một tư duy độc lập, khoa học hơn. Nếu chúng ta không biết gì, chúng ta có thể tự chủ động hỏi các thầy cô, không nên giấu dốt. Phương pháp học tập chủ động giúp chúng ta tích lũy được các sự việc, thông tin chúng ta đã được học một cách hiệu quả hơn. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều sinh viên đang theo học bởi phương pháp học truyền thống. Em thấy phương pháp học truyền thống sẽ mang lại cho sinh viên một cảm giác nhàm chán, buồn tẻ. Lên lớp thì chỉ có điểm danh chứ, rồi muốn làm gì thì làm. Và về phần học thì sẽ thiên về phần lý thuyết. Sinh viên sẽ có ít điều kiện thực hành, ít tìm tòi. Bởi những điều đó sẽ làm cho sinh viên không thể nhớ được lâu, ít có cơ hội áp dụng những kiến thức vào trong thực tế. Và những sinh viên theo phương pháp học truyền thống sẽ khó có được sự tư duy logic và khoa học như sinh viên mà học theo phương pháp học chủ động. Tóm lại, phương pháp học chủ động là một trong những thứ mà sinh viên cần có bởi vì chúng giúp cho sinh viên có một sự logic, một suy nghĩ tư duy tốt và có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo. Em sẽ trình bày về phần 2, phần sự trưởng thành. Thưa thầy, có bao giờ bạn tự hỏi liệu mình có đang trưởng thành hay chưa? Hay mình tự hỏi là người trưởng thành thì trông như thế nào? Em thưa thầy, theo ý hiểu của em, người trưởng thành là người có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, suy nghĩ bằng cái đầu và có thể tự kiếm sống bằng chính năng lực của mình. Trưởng thành là khi mình nói được, làm được và phải biết chịu trách nhiệm về những gì mà mình đang làm. Một người trưởng thành là một người dùng cái đầu để xoay sở trong mọi tình huống, tìm hiểu tận gốc của vấn đề trước khi đưa ra một kết quả. Trưởng thành là khi mình chín chắn trong suy nghĩ, nhìn đời bằng một con mắt khác, chứ không còn là ngây ngô như chỉ là như một đứa trẻ. Trưởng thành là khi ta biết ta cũng chỉ là một giọt nước nhỏ bé trong xã hội. Người trưởng thành luôn có trách nhiệm tỉ mỉ và thận trọng trong công việc. Trong cuộc sống, người trưởng thành phân biệt được thiện ác, tốt xấu, ai đúng ai sai. Trưởng thành là khi ta làm được những gì mà trưởng thành là khi ta làm có lỗi và sửa chữa chúng, ta biết nhận lỗi, biết học hỏi tiếp thu ý kiến của người khác để bản thân trở nên tốt hơn, chứ không còn là khư khư như nghĩ mình luôn đúng. Trưởng thành là khi thấy được bố mẹ của mình đang ngày một già đi và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ cùng với sự hy sinh cao cả của bố mẹ dành cho ta. Trưởng thành là chín chắn trong hành động. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài với những khó khăn, thử thách ở phía trước. Khi chúng ta hết tuổi học tập, bay nhảy vui chơi thì chúng ta phải bước chân vào xã hội, làm việc, rèn luyện. Lúc đó sẽ có rất nhiều gánh nặng đè ép lên vai chúng ta như cơm áo gạo tiền.
và áp lực trong mỗi công việc mà chúng ta phải đối mặt. Nếu chúng ta vượt qua được những thứ ấy để đứng vững, mang lại hạnh phúc gia đình, thì lúc đấy ta mới chính là một người trưởng thành. Trưởng thành rồi sẽ không còn cục ngã, không bỏ cuộc và không kêu ca, với một ý chí kiên cường. Trưởng thành là cứ ngỡ lên là sẽ có, nhưng chúng ta có thể thấy được đất nước của chúng ta hiện nay, xã hội đang có rất nhiều những kẻ nghiện ngập, những thành phần trộm cắp buôn lậu, những thành phần trộm cắp buôn lậu. Vậy những người đấy có được coi là trưởng thành hay không? Những người chỉ lớn lên để phá hoại xã hội, làm gánh nặng cho đất nước và gia đình, có được coi là trưởng thành hay không? Vậy đấy, đâu có dễ dàng gì để được coi là một người trưởng thành. Nhưng trưởng thành sẽ không từ chối bất kỳ một ai. Tóm lại, phương pháp học tập chủ động và sự trưởng thành sẽ giúp chúng ta có một con mắt quan sát và tư duy hiệu quả hơn, có một tinh thần và bản lĩnh hơn khi chúng ta gặp một vấn đề nào đó. Em xin hết ạ.